Nay lên nhà chú Mạnh bắt con này và anh em thịt lấu lỏ ấy. To chưa? Gần 3 cân thôi. Tuyệt nhỉ. Tay chú Cầm Mạnh không làm cái gì. cầm này không bao giờ quay lại cả. Ví dụ nó quay lại phát mình thả ra phát này không bao giờ cắn. Nhìn rất to. Chú Mạnh đang cầm rất khéo rồi. Rắn chưa gắt lanh rồi anh em nhá, mẹ đây là đang đùa với tử thần rồi. Đang trêu nó tí xem nó có phun lọc độc không, thở như con trâu luôn. Ôi chú ơi, cho cắn anh. Yên tâm đi. Của em này. Ui dồi ôi, to thế. Thì bẫy bao nhiêu năm chưa bắt được con to này, đây là cao thủ mới bắt được. Tao tắt ra đây. Rồi rồi rồi.